rồi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Anh em mình đang có mặt ở phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh mọi người ạ. Mấy hôm vào Sài Gòn ăn uống thất thường quá. Đói ăn trong này toàn ăn ngọt đấy. Đủ ngọt quá, anh em mình ở ngoài Bắc vào mà không quen. Mấy hôm ăn không quen, sợ thật. Anh không có lượng nào đấy. Anh em mình đang đi lượn khắp từ sáng khu vực xung quanh quận 1 để kiếm một cái quán cơm cơm Bắc miền Bắc mà vẫn chưa kiếm được. Bây giờ là anh em mình phải đi hỏi đã. Đi sang bên này. Đây này. Đây là cái gì? Quán cơm niêu Phú Ông. Cơm niêu Phú Ông á? Ừ. Vào hỏi xem có cơm Bắc của như ngoài anh em mình không? Cơm niêu kiểu cơm giống mình ấy. Ừ. Ờ được đấy. Đi vào. Đi. Ui giời. Quán này sang trọng đấy. Chị ơi, ở quán mình có món ăn miền Bắc không? Đúng rồi. Bên em là chuyên ẩm thực hương vị Bắc ạ. Chị có cà pháo không? Dạ có anh. Bên em có bánh cua cà pháo. Ẩm thực miền Bắc này, mua ta bọn em mấy hôm ở trong Nam rồi ăn toàn đủ ngọt ngọt với lại kia. Khó ăn lắm. Chị đừng cho đường nhé. Và bọn em kiểu như ăn không quen trong đấy, phải miền Bắc đấy nhá. Dạ vâng ạ. Và bên em thì có các đặc sản của miền Bắc như là canh cua cà pháo. Canh cua cà pháo. Dạ. Ui, thịt đông dưa chua. Thịt đông dưa chua. Có giặc gầy không? Dạ có anh. Có cả giặc gầy. Dạ vâng ạ. Ăn giặc gầy luôn. Ăn luôn. Thế thì cho em giặc gầy này. Canh chua cà pháo này. Gà rang gừng. Canh cua cà pháo. Ôi, gà rang gừng có. Có anh luôn. Có luôn. Dạ. Có xôi không? Dạ có xôi hàng phố, xôi chim bồ câu ạ. À, có cái gì nhỉ? Cơm niêu ấy. Dạ, cơm niêu ạ. Có luôn. Dạ vâng. Có cá kho lặn của miền Bắc là bên có hết. Cá kho lặn đúng rồi. Dạ có luôn ạ. Có luôn. Dạ. Bên mình có món gì đấy nhỉ? Trên mình ấy. Ờ, trên mình. Có ăn cái ăn cà pháo này. Nuôi bò hấp gừng. Dạ đúng rồi. Thế thì chị tất này. Cho em tất còn món gì đặc sản nữa. Dạ bên em có mực ống, mực thịt rồi là có cả đông như cua. Nuôi bò này. À. Luộc mắm tép đấy. Dạ. Nói chung là món gì của miền Bắc bên em cũng có ạ. Toàn là ẩm thực miền Bắc chuẩn luôn. Chuẩn hương vị Bắc luôn ạ. Tại vì em ăn trong này mấy hôm rồi. Ăn ngon luôn. Kinh điển lắm. Thế thì cho em mỗi thứ một món gọi là hôm nay đánh chén cho nó tơi bời luôn. Dạ. Đấy. À, có bia gì chị này? Dạ bên em thì có bia Ken và bia Tiger. Bia Ken là rượu. Dạ bên em cũng có rượu đông trùng hạ thảo rồi rượu mơ. Đông trùng hạ thảo được ạ? Dạ đúng rồi ạ. Đấy, làm ly đông trùng hạ thảo. Cho em bia Tiger này. Dạ. Rượu đông trùng hạ thảo. Thế có rượu không ạ? Dạ có anh. Thế thì cho em một chai lon Coca. À, rồi, được luôn. Rồi, được rồi. Vâng. Thì cho em gọi là mỗi món là một dĩa, một phần nhỉ? Vâng vâng. Dạ, để em quánh chén cho nó tèn. Tỉ mãi mới được cái quán gọi là ưng ý mọi người ạ. View đẹp và chưa biết là sẽ như ăn đồ ăn như thế nào nhưng mà trong này quách select nhỉ. Ok. Quả này mà anh em mình đang tính là nốt bữa hôm nay mà không ăn ngon nữa là về. Vì mấy hôm rồi đồ ở trong này tại vì ăn không quen thôi. Đồ ăn ở miền Nam ngọt. Kiếm cả cái miền Nam mới được cho bán đồ miền Bắc. Ui, gì đó chị? Dạ, nước tương anh ạ. Tương à? À, đúng tương ở mình đấy. Đó là để chấm với lại món đu bò hấp gừng. Vâng. Đấy, để lên đây cho nó Dubai nhỉ. Chấm nữa mà anh. Đây, đây. Thì nhớ món ăn xếp lên đây này. Con quay, quay lò lò. Để em xếp cho mỗi nước chấm là bên một phần. Vâng. Đấy. Lần. Ôi. Nhanh chứ? Dạ.
Ôi con gì đây anh? Lòng. À chị. À đây là con phượng. Ui con phượng hả? Ui. Đẹp thế. Chắc chơi người chơi nhỉ. Ôi à, có cả lòng à? Dạ đúng rồi anh. Đây là món lòng. Ôi dạ. Nghe hấp dẫn thế. Lâu lắm rồi nhỉ. Giờ mày đả luôn mình lòng. Từ từ. Mày. Đúng không? Mình tính sôi. Cá này. Con này là con gì? Dưa chua với lại con này con chim. Dưa chua thịt đông. Con này con công. Ui giời. Thịt đông. Nhiều quá nhỉ? Không chị ơi, để em quay thẳng nó ra để chụp nó đẹp. Cả cà pháo nữa chị. Ở đây canh cua cà pháo ở đây ạ. Canh cua cà pháo. Thế sao? Con này em không cơm. Con này. Này quán này nhậu thì hết ý nhỉ? Canh cua. Cà pháo. Cà pháo. Anh muốn mắm tôm không ạ? Hay là muốn mắm mặn ạ? Mắm nào cũng được. Nhưng mà nhất là món gì mắc là gì? Đây là chả cầy. Sò. Ui. Đây là món cá kho làm vũ đạn nha. Cá kho làm vũ đạn. À, thầy quên một món. Món gì? Cơm cháy. À, có cơm cháy không? À, dạ, có cơm cháy luôn anh. Có luôn. Anh một phần cơm cháy nhỉ? Vâng. Mày ăn hết không? Hết. Hả? Yểm à, ăn phát hết bù luôn mấy cái ngày hôm trước ăn đồ. Ăn này đồ của Việt Nam ngọt quá không ăn được. Quyết định là xóa một bữa, không ăn hết mang về nhà nghỉ tối ăn tiếp. Dạ. Vừa đủ hết à chị? Dạ đúng rồi, đây ui. Là tất cả những món đặc sản ở bên ui. Nhà hàng chúng em ăn bán ạ. Vâng. Nhiều thế. Đây là thịt đông dưa chua nè. Thịt đông dưa chua, dạ. Cà pháo. Canh cua cà pháo. Bên này là thịt luộc mắm tép hàng bè. Mắm tép đây ạ? Dạ đúng rồi. Quả này đẹp này, quả này đẹp là công. Cái này là đuôi bò hấp hương. Đuôi bò hấp hương. Dạ, còn cái này là đầu lòng và xay điếu. Đầu lòng xay điếu à? Dạ, đây là xôi hạt phố. Xôi hạt phố. Dạ, đây là mực hấp, mực chim cua. Mực. Vâng. Dạ, còn đây là cá chép kho làm vũ đại. Vâng. Còn đây là cá chép kho. Dạ, cây. Dạ, rồi ạ. Ơi, để em thưởng thức xem là... À, đây cho mọi người xem. Mất công nên là mình tỉ mấy bữa hôm nay. Cháu ơi, chị có những cái nhắn ơi. Hoàn trường, hoàn trưa. Cây trưa. Ở đây không những ngon mà còn đẹp nữa. Đây, đẹp mắt. Trước tiên là đã thấy đẹp rồi. Rồi. Mắt đây. Con tàu lao đi quả ăn đi. Ừ, có mệt đấy. Ui, con tàu. Mấy em rồi, mấy em phải quay em đây. Em làm miếng cà pháo nữa. Đây. Cà pháo dưa chua nữa. Em gửi anh rượu đông trùng hạ thảo để anh thử ạ. Vâng, bảo cho em thử xem. Em nghe nói đông trùng hạ thảo là cái gì hiếm thế nhỉ? Quý. Dạ, đúng rồi ạ. Rượu quý. Dạ, đúng rồi. Ngon quá. Mời tất cả mọi người nhá. Thưởng lắm. Ê, em ăn. Nói chuyện làm gì? Ăn dưa chua. Mời tất cả mọi người nhá. Trong này ít có đồ ngoài này lắm. Ở đây món nào ngon nhất chị? Cá chép kho làm vũ đại. Là, em ăn thử với. À, em xin miếng. Bây giờ xem nào. Hai, sò, quay lên. À. Ừ. Khoái rồi. Ăn như kiểu kho riêng sướng nhỉ. Ui. Sướng quá. Em phải cho cơm em ăn luôn. Món tí củ chẳng khoác như mời bác luôn. Mình sẽ ăn từng món một xem thế nào. Món này là... Mực nhồi thịt. Mực nhồi thịt à? Cái này chấm với cái gì nhỉ? Đấy với cái gì chẳng được. Cái này chấm với cái gì nhỉ chị nhỉ? Dạ, mình chấm với nước chấm này cũng được. À, nước chấm mực đây à? Làm nước chấm qua không biết chấm cái nào. Nước chấm không bị ngọt nhỉ? Nhà hàng miền Bắc. Nhà hàng miền Bắc ăn chuẩn miền Bắc ngon lắm. À. Thôi. À được rồi. Thôi em xin miếng. Ngon ngọt thôi. Ăn chua không? Ăn chua không? Không, ăn hành này. Ăn hành ăn làm gì? Thơm.
thôi. Này, bỏ ra không cần kia. Thử từng món một mà nhỉ. Nếu mà ăn một món sợ no mất, phải ăn từng món một đã. Nói em. Chim bồ câu, xôi chim. Chà, ăn đến này thì ăn là một món khác không nhỉ? Ăn bù những mấy ông ở trước. Được rồi, đây, tiếp tục. À, thế bây giờ anh em mình biết tụ rồi thì mày giờ cứ vào Hà Nội, à vào Sài Gòn đi vào đấy ăn cho sướng nhỉ? Đầu lòng xay điếu mọi người, món đầu lòng xay điếu. Sáng hay ăn sáng mình hay dùng cái món này nè. Em xin một cái điếu. Vâng. Chấm. Mình hay gọi. Mình hay gọi nó là đầu giản á. Ngon. Ăn xuống lắm. À, ăn kèm hành tươi nè. À, kèm cái gì ạ? Món này mà nhậu thì hết ý nè. Vâng. Em cần kết nhất món cá rồi. Cá là vũ đại rồi. Phải ăn từng món một chứ. Ăn một món lo không ăn được món khác. Thịt luộc ý. Xem ăn giống của ngoài miền Bắc không? Đấy, mình chưa làm thịt luộc và chấm với mắm. Mắm cắt nè. Đâu, chấm ăn. Để xuống đây nè. À. Úi bà, xì bùa. Ôi. 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 Rồi. Ba chỉ. Ôi. Chị đông này, chị đông này. Chị đông này. Làm miếng thịt dâu. À. Thế chắc cứ mua đông ăn cái này xuống nhỉ. À, mời cho cả bạn nè. Ngon. Thế đâu ăn với cái chua. Đông dưa chua. Ăn phê. Nói chung là thịt ngọt. Ngon. Kèm nhau quá. Nó kèm nhau quá. Ngon dã man. Đây món này là riêng ai món này sẽ dành để ăn cơm này. Canh cua cà pháo này. Cá nữa rồi. Đặc sản luôn này. Giòn. Giòn cực. Cà pháo ấy. Ăn món vượng vượng này đi. À đây quên. Đuôi bò chấm tương gừng. Món ngon. Món đặc cốc ấy. Rồi. Thế em xin miếng. Mày ăn ăn miếng ngon mà. Miếng ngon là miếng nào? Miếng ngon đấy. Đuôi nhá. Được. À, đây toàn bộ là đuôi tất mà. Sao? Đây. Cái gì sao sao? Chả ra đây cho mọi người xem này. Cái đây đừng phải lắng nhá. Tương gừng đây này. Đấy. Chấm tương gừng. Đây mà không phát hiện sớm từ hôm đầu tiên. Vâng. Tại vì mình rất đói nhỉ. Ăn khó ăn đấy. Hôm nay mà... thì kiếm được quán ăn miền Bắc thì từ sau cứ vào đây ăn. Hôm đầu tiên là anh em mình ăn cái gì nhỉ? Hủ tiếu với này hải sản kia nhỉ? Nhưng mà... không được ngu. Hôm thứ hai ăn ăn cái gì ở chợ Bến Thành nhỉ? Tức là một cái mâm ăn ở chợ Bến Thành là nó cơm nhá, nó sốt như kiểu chua ngọt hay đặc ngọt đó, cái gì có ngọt mà do đặc. Ăn ở đây phê. Chẳng khác gì ngoài Hà Nội cả. Rồi. Rồi. Đây là miếng ngon nhất. Đấy, khả năng anh em mình sẽ chưa về bụng. Đấy, kén à. Mấy hôm đi chơi nhưng mà ăn xong rồi toàn ăn đồ của miền Nam này, không quen này. Dạ cây. Xong rồi muốn về, hôm nay không muốn về nữa đâu.
Đây là món giả cầy. Ok, em đi miếng giả cầy. Rồi. Dạ. Chân giò. Giò heo giả cầy này. Thôi ngon cực. Chà. Hơi. À, con người xem. Ấy, từ quên, đồ ăn ngon quá, quên mất rượu. Rượu cũng ngon. Nước cũng quên. Cơm chừng hạ thẳng. Cái gì mà kìa? Ngon đấy. Món này là ngon nhất thế này. Rượu à... Nó là cá là ngon nhất. Cơm chừng hạ thảo, làm tí không? Hả? Hả? Rượu tí. Hay là bia? Ai gì bia rượu ấy, bỏ đi mà làm người. Ôi không ạ. Mình không thuộc tiếp người thích rượu bia nhưng uống ngon. Đây, cũng hơi thích tí. Em thuộc tiếp người ăn ngon. Ăn cái chua này. Nhìn cái gì không được muốn ăn. Cơm. Còn đấy. Đúng này á. Đây, đây đúng chất cơm như nước lọ mọi người. Mùi thơm, thơm kinh khủng luôn. Chưa ăn kiểu này bao giờ, chan thẳng canh vào đây ăn hay là múc ra bát nhỉ? Múc ra bát chứ anh kém đấy nhỉ. Để gặp cái này á. Không được một hực cơm nào vào bụng mà. À không, vẫn có cơm nhưng mà kiểu cơm ngọt, cơm Sài Gòn không ăn được. Cơm Sài Gòn khó ăn lắm. Ăn cơm. Ăn cơm này nè. Ngửi phát là biết là ngon luôn. Cơm của nấu được miền Bắc ấy. Mình phải chạy mấy cây số mới tìm được quán như thế này. Ở đây là phường Bến Nghé, quận 1, số 5 nhá. Mọi người ai mà ăn, anh em mình đi thưởng thức sẽ review cho mọi người đầy đủ. Số 5 phường Bến Nghé, quận 1 á. Quận 1, Hồ Chí Minh. Anh quay đỏ lỏ sang con cá rồi em ơi. Từ cá. Thế để cá gần, gần cá. Cho nó ngon. Chưa á, anh ăn cả cái này em để em ăn cơm nữa. Bơi hết vào đây. Ồ. Ăn cơm hết đi. Cả khoảng. Cả cơm. Thêm cái tiêu nào. Múc cơm ăn canh cá khô. Ăn canh nước. Sướng. Này. Ui, thơm bay. Này, đã ăn phải chất như thế này nè. Múc cơm bát làm gì? Em ăn trộn, úi trộn ơi.
À, cho em hai nhiêu cơm nữa? Dạ à. Ăn thế này nó mới có hoành tráng này. Trộn vào ăn phơi. Nó quá. Mấy hôm nay mới được đánh chén bữa nó lên. Đến phần quan trọng rồi. Thôi em đi đi. Mày đi đi. Em không còn đi mà. Đã mệt lắm, mỏi quá. Em không còn đi vệ sinh nữa. Anh đi vệ sinh đi. Thế là mày vào trong quầy thu ngân đi gì đó. Nó quá em nằm em nghỉ giải lao luôn vậy. Đi đi đi. Không. Mở lại đây mà rửa bát nha. Em không mà có túi đâu mà để cái gì đâu. Em mà. Này. Này. Tiền đâu? Đi giả đi.